Trung Quốc tuyên bố Việt Nam sẽ thua nếu đối đầu với Campuchia. Kính thưa quý vị, chỉ trong vòng 2 năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đã chứng kiến nhiều biến động lớn chưa từng có. Dù mối quan hệ này luôn tiềm ẩn những mâu thuẫn, cả hai quốc gia đã và đang cố gắng vun đắp và gìn giữ nó. Một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất gần đây chính là việc Campuchia công bố dự án xây dựng kênh đào Phủ Nam, một dự án được cho là sẽ tác động mạnh đến sinh kế của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Đây là khu vực đã phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu và các đập thủy điện trên sông Mekong. Việt Nam không ngăn cản Campuchia thực hiện dự án này, chỉ yêu cầu tham vấn để đánh giá mức độ tác động và tìm biện pháp giải quyết hợp lý. Tuy nhiên, Campuchia đã từ chối. Ngoài ra, việc Campuchia trao gói sửa chữa quân cảng Rim cho Trung Quốc cũng đã gây lo ngại. Điều đáng chú ý là một công trình kỷ niệm được xây dựng bởi Việt Nam tại khu vực quân cảng này đã bị phá bỏ, cùng với một công trình khác của Mỹ trước đó. Điều này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ giữa hai quốc gia. Một sự kiện khác là cuộc biểu tình quy mô lớn của hơn 16.000 người dân Campuchia diễn ra tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước phương Tây. Họ phản đối việc Campuchia tham gia tam giác phát triển CLV Campuchia-Lào, Việt Nam và cáo buộc chính phủ Campuchia bán đất cho Việt Nam, thậm chí có cáo buộc Việt Nam cướp đất của Campuchia. Những cáo buộc này cho thấy chủ nghĩa cực đoan bài trừ Việt Nam đã dâng lên đỉnh điểm. Quyết định rút lui khỏi tam giác phát triển CLV của Campuchia vào ngày 20 tháng 9 vừa qua đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ giữa hai nước. Tất cả những diễn biến này đều được quốc tế theo dõi sát sao, đặc biệt trong bối cảnh lịch sử phức tạp của mối quan hệ này. Thế giới đều biết rằng Việt Nam đã từng giúp Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, giúp đất nước này hồi sinh. Tuy nhiên, một số tầng lớp trẻ và các phe phái đối lập trong chính quyền Campuchia, dù biết điều này, vẫn cố tình lờ đi hoặc xuyên tạc sự thật. Trong bối cảnh đó, nhiều cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi liệu có khả năng xảy ra cuộc chiến giữa Campuchia và Việt Nam hay không. Đặc biệt, cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải một bài viết trên trang Sohu với tiêu đề mang tính thời sự: Nếu Việt Nam và Campuchia xảy ra chiến tranh, liệu Việt Nam có thể chiến thắng hay không? Bài viết này đã nêu ra những câu hỏi về khả năng xảy ra xung đột và liệu Việt Nam có thể giành chiến thắng nếu điều này thực sự xảy ra. Nội dung của bài báo liệu có phản ánh đúng thực tế quan hệ giữa hai nước Campuchia và Việt Nam hay không? Và nếu một cuộc chiến thực sự nổ ra, liệu Việt Nam có thể chiến thắng? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu và phân tích qua video số này. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nội dung bài báo đã nhắc tới, đặc biệt liên quan đến sức mạnh quân sự của Campuchia trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đầy biến động. Campuchia mặc dù là một quốc gia nhỏ, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tình hình địa chính trị trong khu vực. Sức mạnh quân sự của Campuchia không chỉ đảm bảo an ninh và ổn định cho quốc gia này, mà còn có những tác động sâu rộng đến các quốc gia xung quanh. Bài viết bắt đầu bằng việc nhấn mạnh đến bối cảnh lịch sử phát triển quân sự của Campuchia từ cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 80. Sau khi trải qua một cuộc chiến tranh kéo dài hơn chục năm dưới chế độ Khmer Đỏ, Campuchia đã chịu nhiều tổn thất nặng nề. Cuộc xung đột này không chỉ hủy diệt kinh tế mà còn làm suy yếu nghiêm trọng khả năng quân sự của Campuchia. Khi đó, với lực lượng quân sự hùng mạnh, Việt Nam đã tiến vào thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ Khmer Đỏ và giúp thiết lập một chính quyền mới. Trong giai đoạn này, Campuchia gần như không còn lực lượng quân sự và rơi vào tình trạng hỗn loạn kéo dài. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, Campuchia đã nhận ra tầm quan trọng của việc củng cố quốc phòng. Từ thập niên 1990, đất nước này bắt đầu quá trình tái thiết và hiện đại hóa quân đội. Sự hỗ trợ đáng kể từ Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp trang bị quân sự cho Campuchia. Những thay đổi này bao gồm việc trang bị các xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh và nhiều loại vũ khí hiện đại khác, chủ yếu đến từ Trung Quốc. Các trang bị này không chỉ giúp tăng cường khả năng tác chiến của quân đội Campuchia mà còn củng cố lòng tin của quốc gia này trong việc ứng phó với các thách thức an ninh khu vực. Đáng chú ý, quan hệ hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Campuchia không chỉ dừng lại ở việc viện trợ trang bị quân sự. Trung Quốc đã và đang đóng vai trò cố vấn và hỗ trợ Campuchia trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả huấn luyện quân sự và củng cố các cơ sở hạ tầng quốc phòng. Bài viết này cung cấp cái nhìn chi tiết về sự phát triển sức mạnh quân sự của Campuchia, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng thực sự của nước này
trong việc đối đầu với các quốc gia mạnh hơn trong khu vực, bao gồm Việt Nam. Việc Campuchia nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc có thể giúp tăng cường khả năng quân sự, nhưng liệu điều này có đủ để Campuchia đối đầu với các thách thức lớn hơn? Trong những năm gần đây, Campuchia và Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung, tiêu biểu là cuộc diễn tập Liên hợp Kim Long 2024. Những cuộc diễn tập này không chỉ giúp nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa hai bên, mà còn thể hiện lập trường kiên định của họ trong các vấn đề an ninh khu vực. Dù Campuchia đã có sự tiến bộ trong việc phát triển quân đội, song so với lực lượng lục quân, sức mạnh không quân của nước này vẫn còn hạn chế. Hiện nay, lực lượng không quân của Campuchia chủ yếu dựa vào các máy bay MiG-21 đã cũ và lạc hậu, không đáp ứng được các yêu cầu của không chiến hiện đại. Tuy nhiên, Campuchia đã nhận thức rõ sự cấp bách trong việc hiện đại hóa không quân và đang xem xét việc mua sắm máy bay huấn luyện chiến đấu L-15B từ Trung Quốc. Loại máy bay này không chỉ mạnh về khả năng tác chiến mà còn được trang bị để mang theo nhiều loại vũ khí tiên tiến, giúp nâng cao hiệu quả tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất. Bên cạnh đó, Campuchia còn có kế hoạch nhập khẩu máy bay chiến thuật và hệ thống tên lửa phòng không để tăng cường khả năng phòng không. Về hải quân, dù phát triển chậm hơn các nước trong khu vực, Campuchia đã bắt đầu chú trọng hơn đến an ninh biển khi hoạt động thương mại quốc tế ngày càng mở rộng. Chính phủ Campuchia đã tiến hành mua sắm các trang thiết bị hải quân tiên tiến, trong đó đáng chú ý là tàu hộ vệ 056 từ Trung Quốc. Các tàu này không chỉ nâng cao khả năng tác chiến của hải quân Campuchia, mà còn giúp đào tạo nguồn nhân lực vận hành và chiến đấu trên biển. Ngoài ra, Campuchia cũng có kế hoạch nhập khẩu thêm tàu thuyền để phòng thủ bờ biển gần, giúp tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền biển. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được xem là mối uy hiếp lớn đối với Campuchia do sức mạnh quân sự vượt trội, đặc biệt là trong lĩnh vực không quân và hải quân. Việt Nam, với các trang thiết bị hạng nặng hiện đại, có lợi thế áp đảo so với Campuchia. Sự bất đối xứng về quân sự này khiến Campuchia gặp phải áp lực lớn khi đối phó với các thách thức từ phía Việt Nam. Tuy nhiên, Campuchia không lựa chọn khuất phục mà thay vào đó, họ đã tìm cách tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các nước bạn hữu để nâng cao năng lực quân sự của mình, từ đó đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực. Tình hình chính trị tại Đông Nam Á đang trải qua những thay đổi sâu sắc. Một mặt, các nước phương Tây như Mỹ đang chuyển dịch trọng tâm chiến lược sang phía Đông, khiến Đông Nam Á trở thành một khu vực trọng điểm của cuộc đấu tranh địa chính trị quốc tế. Mặt khác, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á ngày càng sâu sắc hơn, mang lại những động lực mới cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong bối cảnh hiện tại, sự phát triển sức mạnh quân sự của Campuchia đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có nhờ tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Campuchia không chỉ có thể tiếp cận được những hỗ trợ kỹ thuật và trang bị quân sự tiên tiến hơn, mà còn có thể nhận thêm sự hỗ trợ và giúp đỡ trên vũ đài quốc tế. Điều này sẽ giúp Campuchia phát huy vai trò tích cực hơn trong các vấn đề khu vực, đồng thời duy trì lợi ích quốc gia và đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực. Kinh tế luôn là nền tảng cho sức mạnh quân sự. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Campuchia đã duy trì xu hướng tăng trưởng ấn tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển quân sự. Theo dự báo, GDP của Campuchia vào năm 2024 có thể tăng 6,5%, cao hơn so với năm 2023. Sự tăng trưởng này không chỉ cung cấp cho chính phủ Campuchia nguồn lực tài chính dồi dào để củng cố quốc phòng, mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, mở ra nhiều cơ hội cho quá trình hiện đại hóa quân sự. Triển vọng phát triển sức mạnh quân sự của Campuchia trong tương lai hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Một mặt, Campuchia sẽ củng cố mối quan hệ hợp tác quân sự với Trung Quốc, nhập khẩu thêm nhiều trang thiết bị quân sự tiên tiến. Mặt khác, nước này cũng sẽ tập trung vào việc tự phát triển lực lượng quân sự, nâng cao khả năng tác chiến và ứng phó với các thách thức an ninh khu vực. Ngoài ra, Campuchia cũng chủ động tham gia vào các hoạt động khu vực và quốc tế, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia láng giềng nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời góp phần vào sự phát triển phồn vinh. Campuchia hy vọng rằng trong tương lai không xa, quốc gia này sẽ trở nên an toàn, ổn định, thịnh vượng hơn và đóng góp đáng kể vào hòa bình và phát triển của khu vực cũng như toàn cầu. Vâng, bài viết trên trang báo Sohu đã nêu ra cái nhìn về sức mạnh quân sự của Campuchia, nhưng lại không trực tiếp đi sâu vào việc phân tích liệu Việt Nam có thể chiến thắng Campuchia nếu chiến tranh xảy ra hay không. Tuy nhiên,
Bài báo nhấn mạnh sự phát triển quân sự của Campuchia với sự hỗ trợ lớn từ Trung Quốc và thể hiện cách nhìn của một số người Trung Quốc về mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam. Điều này cho thấy sự thiếu hiểu biết rõ ràng về lịch sử và bản chất quan hệ giữa hai nước. Thực tế, việc Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ và thiết lập chính quyền mới ở Campuchia không phải là chiếm thủ đô hay thiết lập chính quyền bù nhìn như cách bài báo đã đề cập. Đó là một phần của hành động nhân đạo lớn của Việt Nam khi Việt Nam đã giúp Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đưa đất nước này thoát khỏi thảm họa hủy diệt. Chính hành động này của Việt Nam đã được cả thế giới công nhận. Đến ngày nay, nhiều người Campuchia cũng như quốc tế vẫn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ của Việt Nam trong việc hồi sinh đất nước Campuchia sau chế độ Khmer Đỏ. Tuy nhiên, điều đáng buồn là nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là một số người kém hiểu biết, vẫn không nhận thức được hoặc có thể bị hiểu sai về vai trò lịch sử của Việt Nam tại Campuchia. Việc Khmer Đỏ tàn sát hàng triệu người dân Campuchia một cách dã man vẫn là một vết thương chưa thể xóa nhòa trong lịch sử Campuchia. Chính quyền Khmer Đỏ đã tiến hành các cuộc thanh trừng nội bộ khắc nghiệt, giết hại gần 3 triệu người trong khoảng thời gian chỉ 3 năm. Họ thậm chí tuyên bố rằng, dù phải giết thêm 1 triệu người nữa cũng kiên quyết làm, với phương châm giết nhầm còn hơn bỏ sót. Điều này đã đẩy cả dân tộc Campuchia vào một thảm kịch không thể tưởng tượng được. Cho đến nay, người dân Campuchia và thế giới vẫn chưa thể lý giải hết nguyên nhân tại sao Khmer Đỏ lại thực hiện những cuộc thanh trừng nội bộ tàn khốc và phi lý như vậy. Đây là một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử Campuchia và vai trò của Việt Nam trong việc giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa này là một sự thật không thể chối bỏ. Những hiểu lầm và cái nhìn lệch lạc từ phía một số người Trung Quốc chỉ cho thấy họ thiếu sự hiểu biết về lịch sử khu vực và không tôn trọng những giá trị nhân đạo mà Việt Nam đã đem lại cho Campuchia và thế giới. Đúng vậy, nhận định cho rằng Khmer Đỏ là một biến thái cực đoan của phong trào nông dân đã phản ánh một phần nguyên nhân dẫn đến sự tàn bạo của chế độ này. Những người lãnh đạo Khmer Đỏ, trong đó có Pol Pot, đã vận dụng một cách sai lầm những tư tưởng từ phương Tây vào mô hình phát triển nông nghiệp cực tả. Họ mơ tưởng về một xã hội nông nghiệp không gia đình, không trường học, không chợ búa, không thị trường. Đây là một mô hình xã hội vô cùng quái dị trong lịch sử loài người và điều này đã dẫn đến những tội ác khủng khiếp đối với chính dân tộc Campuchia. Khmer Đỏ không chỉ tàn sát chính dân tộc mình mà còn tiến hành các cuộc xâm lược biên giới Tây Nam của Việt Nam trong giai đoạn từ 1975 đến 1977. Chúng đã điều động lực lượng quân sự lớn để xâm nhập biên giới Việt Nam, gây ra nhiều tội ác, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hành động này không chỉ đạp đổ mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc mà còn đẩy căng thẳng lên đến mức chiến tranh. Tháng 12 năm 1978, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập và gửi lời kêu gọi Việt Nam giúp đỡ chống lại chế độ Khmer Đỏ. Cụ thể, Thủ tướng Hun Sen, khi đó còn là một nhà lãnh đạo trẻ, đã sang Việt Nam để cầu cứu sự hỗ trợ. Việt Nam, với tình hữu nghị và trách nhiệm quốc tế, đã giúp đỡ Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và giải phóng đất nước này khỏi thảm họa. Tuy nhiên, việc quân đội Việt Nam tiếp tục ở lại Campuchia trong gần một thập kỷ sau đó đã bị một số phe phái đối lập và tổ chức cực đoan xuyên tạc thành xâm lược hay lập chính quyền bù nhìn. Thực tế, Việt Nam không thể rút quân ngay sau chiến thắng bởi quân đội Campuchia khi đó còn quá yếu. Nếu Việt Nam rút đi, tàn quân Khmer Đỏ có thể quay lại chiếm đóng và tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng. Việt Nam đã ở lại để giúp Campuchia xây dựng lại lực lượng, ổn định tình hình và ngăn chặn sự quay trở lại của tàn quân Khmer Đỏ. Trong suốt 10 năm, từ 1979 đến 1989, Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết Campuchia. Ban đầu, cả Việt Nam và Campuchia cùng hợp tác, nhưng về sau, Campuchia dần tự chủ hơn trong việc điều hành đất nước và tái thiết. Đến năm 1989, khi tình hình quốc tế thay đổi và Campuchia đã đủ khả năng tự bảo vệ mình, Việt Nam rút quân về nước. Sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Campuchia trong giai đoạn này là một hành động chí tình, chí lý. Tuy nhiên, nó vẫn bị một số phe phái cực đoan xuyên tạc thành, xâm lược hay lập chính quyền bù nhìn, một điều không đúng với bản chất lịch sử và tình hình thực tế. Sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ là một trong những hành động nhân đạo và đáng trân trọng trong lịch sử quan hệ quốc tế. Việc người Trung Quốc không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, bản chất sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Campuchia trong việc đánh bại chế độ Khmer Đỏ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân,
bao gồm cả sự thiên lệch về quan điểm lịch sử và chính trị. Nếu Việt Nam thực sự có ý định xâm lược Campuchia, như một số người Trung Quốc cố gắng xuyên tạc, thì rõ ràng Việt Nam sẽ không tự nguyện rút lui sau khi giúp Campuchia khôi phục độc lập. Thay vào đó, việc Việt Nam rút quân về nước vào năm 1989 chứng tỏ sự giúp đỡ của Việt Nam là hoàn toàn trong sáng và vì mục đích nhân đạo, không phải là một hành động xâm lược hay chiếm đóng. Phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ vào ngày 16 tháng 11 năm 2018, trong đó tòa án quốc tế đã xác nhận chính quyền Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng trong giai đoạn từ 1975 đến 1979 là một minh chứng rõ ràng cho sự chính đáng của hành động can thiệp của Việt Nam. Quyết định của tòa án này không chỉ là một sự kiện lịch sử đối với Campuchia mà còn là minh chứng cho công lý quốc tế, khẳng định rằng hành động của Việt Nam là hợp pháp, trong sáng và tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Việc một số người Trung Quốc vẫn cố gắng xuyên tạc sự thật này cho thấy sự thiếu hiểu biết hoặc có thể là cố tình bóp méo lịch sử. Họ còn cho rằng Việt Nam là một mối đe dọa đối với Campuchia và Đông Nam Á, trong khi thực tế, mối đe dọa lớn nhất đối với khu vực chính là chính sách bành trướng của Trung Quốc. Trong những năm qua, đặc biệt trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc đã và đang thể hiện tham vọng kiểm soát vùng biển này, bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều quốc gia trong khu vực. Sự đơn độc của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông là hiển nhiên. Các quốc gia có tranh chấp với nhau như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia, dù có những mâu thuẫn riêng, nhưng họ vẫn bắt tay cùng phản đối yêu sách vô lý của Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng, vấn đề không nằm ở các nước Đông Nam Á, mà ở chỗ Trung Quốc đang đi ngược lại với luật pháp quốc tế và đạo lý. Yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế lên án là phi lý, trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Người Trung Quốc, đặc biệt là những người cố tình bóp méo lịch sử, nên đặt câu hỏi tại sao phần còn lại của thế giới, kể cả những nước có mâu thuẫn riêng, lại cùng nhau phản đối yêu sách của Trung Quốc. Câu trả lời là rõ ràng, những yêu sách đó không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn gây ra bất ổn cho khu vực và thế giới. Chính vì vậy, thay vì xuyên tạc và đổ lỗi cho các nước khác, Trung Quốc nên tự đặt ra câu hỏi về tính hợp lý trong chính sách của mình và tìm cách điều chỉnh để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Bài viết này cho rằng quân đội Campuchia đã được Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ và đang phát triển mạnh, điều mà cả thế giới đều biết. Trung Quốc đã có những động thái rõ ràng trong việc hỗ trợ Campuchia, đặc biệt thông qua việc xây dựng quân cảng Rin, nơi mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có mục đích sâu xa hơn việc chỉ viện trợ quân sự. Một số chuyên gia, như giáo sư Alexander Vu Vinh từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định rằng quân cảng Rim có vai trò chiến lược quan trọng trong việc hỗ trợ Trung Quốc liên lạc vệ tinh và theo dõi hệ thống radar ở khu vực xung quanh eo biển Malacca và Ấn Độ Dương. Những lo ngại về việc Trung Quốc sử dụng căn cứ này để tăng cường sức mạnh ở Biển Đông và Đông Nam Á là có cơ sở. Trong trường hợp xảy ra đụng độ quân sự, các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông có thể dễ dàng bị tấn công và vô hiệu hóa bởi các lực lượng tên lửa hoặc máy bay không người lái. Tuy nhiên, việc Trung Quốc kiểm soát căn cứ quân sự chiến lược như Rim có thể giúp họ mở rộng tầm kiểm soát bao phủ một vùng rộng lớn, đặc biệt là khu vực phía Nam Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á. Bài viết này cũng chỉ ra rằng, việc Trung Quốc hỗ trợ Campuchia có những mục đích chiến lược rõ ràng, không chỉ đơn thuần là tốt bụng. Trung Quốc tìm cách tăng cường ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Campuchia và việc thiết lập các căn cứ như Rim là một phần trong chiến lược này. Người dân Campuchia và Trung Quốc cần hiểu rõ rằng những động thái này không chỉ là viện trợ vô điều kiện mà mang mục đích chiến lược sâu xa. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia không hề giống với các hoạt động của Trung Quốc. Việt Nam đã giúp Campuchia phát triển hạ tầng y tế và giáo dục ở các tỉnh thuộc tam giác phát triển mà không đòi hỏi lợi ích quân sự hay kinh tế. Thực tế này trái ngược hoàn toàn với ý đồ của Trung Quốc khi Campuchia đang đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy nợ từ các khoản vay khổng lồ của Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường. Việc Trung Quốc hiện diện tại Rim với lý do chiến lược cũng là một điều mà cả người dân Campuchia lẫn quốc tế cần lưu tâm và đánh giá thận trọng. Bài viết cũng đề cập đến câu hỏi liệu nếu chiến tranh xảy ra giữa Campuchia và Việt Nam, Việt Nam có chiến thắng hay không? Câu trả lời là rõ ràng, Việt Nam không bao giờ là bên khơi mào chiến tranh bởi đất nước này luôn trân quý hòa bình. Lịch sử đã chứng minh Việt Nam là một trong những quốc gia bị đô hộ và trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhất trên thế giới, nên người Việt hiểu rõ giá trị của hòa bình. Chính vì lẽ đó,
Mặc dù phải đối mặt với sự gây hấn liên tục của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam luôn bình tĩnh, khôn khéo trong cách giải quyết vấn đề. Thực tế, sự khéo léo và bền bỉ trong chính sách ngoại giao của Việt Nam đã giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước trong khu vực và trên thế giới nể phục và tôn trọng cách mà Việt Nam xử lý các tranh chấp quốc tế, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Những hành động của Việt Nam không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Bài viết mà bạn đề cập đến, đặc biệt là trong mối quan hệ quân sự và chính trị giữa Việt Nam và Campuchia, thực sự mang lại nhiều điểm đáng suy ngẫm về cách mà một số người Trung Quốc có cái nhìn sai lệch hoặc cố tình xuyên tạc thực tế. Việc Trung Quốc tỏ ra hung hăng với Philippines trong vấn đề Biển Đông, nhưng im lặng trước việc Việt Nam phát triển các đảo ở Biển Đông là một minh chứng cho thấy Trung Quốc luôn theo đuổi lợi ích chiến lược riêng của mình, nhưng họ cũng nhận thức rõ về sự kiên quyết và khéo léo trong ngoại giao của Việt Nam. Việt Nam, trong mối quan hệ với Campuchia, luôn trân trọng và vun đắp tình hữu nghị kể từ những năm giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Dù có nhiều thách thức trong quan hệ hai nước, Việt Nam chưa bao giờ có hành động quá khích hay gây hấn. Nhưng nếu có bất kỳ xung đột nào xảy ra, chắc chắn rằng Việt Nam không phải là bên khởi nguồn, bởi đất nước này luôn yêu chuộng hòa bình và kiên định với lẽ phải. Quân sự, tất nhiên, là yếu tố quan trọng trong chiến tranh, nhưng lịch sử của Việt Nam đã chứng minh rằng sức mạnh tinh thần mới là yếu tố quyết định. Việt Nam đã chiến thắng nhiều đế quốc thực dân và quân đội mạnh nhất thế giới như Mỹ, Pháp và thậm chí là Trung Quốc. Dù trong những cuộc chiến đó, Việt Nam không có sức mạnh quân sự hiện đại. Sức mạnh tinh thần của người Việt dựa trên tình yêu nước, công lý và lẽ phải đã tạo nên những chiến thắng mà cả thế giới đều phải công nhận. So sánh về tinh thần, Campuchia khó có thể sánh ngang với Việt Nam. Điều này là một yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tin tưởng rằng nếu có xung đột xảy ra, sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt sẽ tiếp tục là yếu tố giúp đất nước chiến thắng như lịch sử đã từng chứng minh. Thực tế, việc Việt Nam phát triển quân sự hiện đại là cần thiết để bảo vệ đất nước, nhưng tinh thần và lòng yêu nước mới là sức mạnh cốt lõi. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia có thể trải qua những thăng trầm, nhưng Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị và mong muốn duy trì hòa bình. Nếu thực sự xảy ra xung đột giữa hai nước, Việt Nam sẽ không phải là bên khởi xướng, và với tinh thần kiên định của mình, Việt Nam chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Kết lại, những cái nhìn sai lệch về Việt Nam, như trong bài báo mà bạn nhắc đến, chỉ phản ánh sự thiếu hiểu biết hoặc có thể là sự xuyên tạc cố ý. Thế giới đã và đang công nhận sức mạnh của tinh thần Việt Nam và không cần phải sử dụng quá nhiều luận điểm quân sự để chứng minh điều đó. Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và bảo vệ chủ quyền, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực như đã từng làm trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Nếu có ý kiến gì, hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!